chị đẹp, trang pháp gợi cảm, Quang Hùng Master Z khuấy động chục nghìn khán giả. Trang pháp, Quang Hùng Master Z cùng các nghệ sĩ khoe vũ đạo, giọng hát đốt cháy sân khấu, School Fest thu hút hàng chục nghìn sinh viên. Trang pháp là một trong những khách mời nổi bật tại sự kiện. Ca sĩ diện trang phục phong cách nữ sinh điệu đà, thể hiện loạt ca khúc mới, Gửi Chồng Tương Lai, Good Girl và Version of You, kết hợp mạng khoe vũ đạo nóng bỏng. Ca sĩ tự tin giao lưu, trò chuyện cùng hàng chục nghìn sinh viên các trường đại học. Sau chương trình thực tế, chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1, cô được chú ý nhờ khả năng hát, rap, sáng tác, vũ đạo. Sự xuất hiện của Quang Hùng Master Ye, nam ca sĩ trẻ được săn đón thời gian qua, khiến sân khấu School Fest thêm bùng nổ. Các bản hit của anh như Đừng Khóc Một Mình, Trói Em Lại và Thủy Triều được đông đảo khán giả đồng thanh hát theo. Sau thành công nhờ loạt hit và game show, Quang Hùng Master Ye thêm nấc thang trong sự nghiệp, chạy sâu gấp 10 lần trước đây, được khán giả yêu thích. Anh còn sở hữu lượng fan ở châu Á, đặc biệt là ở thị trường Thái Lan. Cặp đôi Emily, Bigadi diện đồ đôi, có những màn tương tác tình cảm trên sân khấu. Nam rapper mang đến loạt ca khúc mới nhất trong album Nhân Trần, album đầu tay trong suốt 17 năm làm nghề của anh. Hoàng Mỹ An tận dụng lợi thế là một vũ công để khoe triệt để những điệu nhảy ấn tượng. Nhạc sĩ Cao Bá Hưng cũng góp mặt hỗ trợ nữ ca sĩ, biểu diễn tài năng chơi nhạc cụ độc đáo. Trương Thảo Nhi mang đến không khí vui tươi trong chương trình. Thời gian qua, ca sĩ im ắng với các dự án. Cô nỗ lực giảm 20kg, sửa mũi với hy vọng vẻ ngoài thêm cuốn hút. Rapper Gen Z Win Lê khuấy động sự kiện với màn bắn rap. Vốn hoạt động lâu năm trong giới underground, nam rapper gây chú ý khi tham gia Y Anh Trai Say Hi, cùng tin đồn tình cảm với Miu Lê. Dồn có màn kết hợp ăn ý cùng các vũ công khi góp mặt ở nửa sau chương trình. Nam ca sĩ sinh năm 1997 có ngoại hình đẹp, được nhận xét giống thần tượng K-pop. Bộ đôi nghệ sĩ quốc tế, The Hotel Lobby mở màn với set nhạc DJ 30 phút. Nhóm nhạc Mỹ từng đoạt giải một thành viên quyết định chọn Việt Nam làm nơi hoạt động lâu dài cùng kế hoạch đưa nhạc Việt vươn ra thế giới. Sự kiện School Fest quy tụ 20 nghệ sĩ trình diễn 40 tiết mục xuyên suốt 5 giờ đồng hồ. Chương trình hướng đến mục tiêu kiến tạo không gian kết nối cộng đồng sinh viên, những người trẻ yêu mến âm nhạc bằng sân chơi bổ ích.